Jerry, quý vị nhớ Jerry không? Jerry nhiều lúc cũng dễ thương lắm nè, cho vuốt là nựng nè, anh khoái lắm. Trời ơi, cái dáng hồi dễ sợ, có duyên ghê ha. Khép khép vô Jerry, khép vô. Mới cạo lông cho ảnh rồi đó, nhưng ảnh vẫn vậy à, có duyên dễ sợ. Đây mới là câu chuyện chính bữa nay nè quý vị. Ba thằng này nó ngồi đây nó kêu nãy giờ nó muốn đi toilet, mà thằng Jerry nó ở trong nó hoài cả nửa tiếng đồng hồ rồi. Rồi rồi, ba bạn chờ ở đây xíu nha, để tôi vô tôi hỏi chuyện nó coi. Thôi được rồi, không phải quằn quại đâu Tony, chờ xíu để vô hỏi nó coi ý nó làm sao. Jerry, có đi toilet không? Không đi thì trả chỗ lại cho người ta nè. Trời ơi, đây hai đứa nữa, đứa nào đứa nấy mắt thấy tội rồi. Có đi không thì đứng dậy trả chỗ cho người ta, Jerry ngoan. Đi đi. Ê ê ê, không phải, chậu nhỏ đó là của thằng nhỏ này. Mèo nhỏ đi chậu nhỏ, mèo lớn đi chậu lớn. Mày lớn đùng vậy, mày đi chậu nhỏ đó làm sao tao dọn được. Qua chậu lớn. Đúng rồi. Rồi, lẹ lẹ giùm cái, mấy đứa nó đang chờ nè. Lẹ lẹ giùm ha, lẹ giùm nha sư huynh. Trời ơi, còn liếm lông nữa, lẹ giùm đi, đông quá trời, kẹt cứng rồi kìa. Ê, làm gì đó, định ăn hiếp em nhỏ hả? Trời đất ơi, không có một cái gì luôn. Nó lừa tôi, nó lừa tôi một cách ngoạn mục, quá xuất sắc. Được lắm Jerry. Mọi quý vị thấy đó, la nó là bắt đầu nó giả bộ nó đi, nhưng mà nó đâu có đi đâu. Rồi, chạy luôn. Nè thấy không, này còn ngoài còn hai thằng nữa nè đang chờ.